Lúc đó là bị ốm ba thôi. Bệnh như thế nào? Bị ốm đau từ bé thôi. À, đau từ bé. Và đau từ bé. Thế đi chữa bệnh ở những đâu rồi? Đi chữa bệnh đến anh bé. Tên nó là gì? Tên là Phan Do. Phan Thị Do. Phan A Do. Phan A Do. Vâng. Em tên là gì? Anh này á? Ừ. Anh tên là Phan A Do rồi. Ừ. Thế còn mẹ cháu? Mẹ cháu là mẹ bố á. Ừ. Là Phan tuổi sống thì tăng nhưng mà tuổi không ở đây không mấy mẹ thôi. Ừ. Thế con bé này? Con bé là Phan Thị Khơ. Vâng. Thế là bây giờ hai vợ chồng là được mấy cháu rồi? Đó, hai cái cháu. À, cháu này nó bị này từ lâu chưa? Có... lâu rồi. À, thế giờ gia đình khó khăn nào? Khó khăn quá rồi. À. Khó lắm đấy. Có đủ ăn không? Không. Không đủ ăn. Không đủ ăn. Thế hai vợ chồng bây giờ đi làm gì? Hai vợ chồng là, bây giờ là đi đi chơi ông kiểu. Đi chơi được. Theo đạo à? Đi theo đạo Tin Lành chứ. Thế các chúa các cha là có cơm có gạo cho ăn không? Nó năm nay mới vừa đi cho nó bảo là đi thì đi sáp bù bo thấu về ăn mà, nhưng mà chưa xá nhà may á, xá không. À, thế các cha mỗi tháng cho bao nhiêu cân gạo? Chưa không cho đâu. Thế à? Thế không cho thì làm sao mà sống được? Nhưng mà nó Làm ở nhà được một ít thì ăn một ít thôi. À, làm được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu thôi gì? Làm được bao nhiêu thì ăn bao nhiêu. Ừ, thế theo đạo Tin Lành các cha phải cho nuôi cho con con chứ. Nó bây giờ mới buổi đi mà đi, nó đi lâu tí thì họ cho rồi. À, thế à? Đi lâu tí thì cho. Đi đâu thì các cha cho một ít thôi gì? Vâng. Ừ, có phải đóng góp nhiều cho cha không? Hả? Có phải đóng góp cho cha nhiều không? Không. À, toàn được các cha cho quà mới cho lương thực thực phẩm thôi gì? Nó vừa đi chưa biết mà. À. Các học sinh chú ý này. Ừ, thế nhá em nhá. Các học sinh chú ý này.